Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Sức khỏe cho mọi người của Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Thuận. Chuyên mục kỳ này có những nội dung chính sau. Ghi nhận, sỏi túi mật nhiều vấn đề cần lưu ý. Phóng sự, cách xử trí khi bị tăng huyết áp khẩn cấp. Mục thông tin cần biết. Bây giờ, mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chuyên mục. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay, sỏi túi mật là một trong những bệnh lý thường gặp nhất của bệnh lý đường tiêu hóa. Theo các nghiên cứu, tỷ lệ sỏi túi mật tăng theo độ tuổi, trong đó tỷ lệ sỏi túi mật ở nữ cao gấp 4 lần nam giới. Chuyên mục Sức khỏe cho mọi người kỳ này, bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Tân Tới, khoa ngoại tổng quát Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Phan Rang sẽ thông tin về bệnh sỏi túi mật và những lưu ý trong quá trình điều trị, phẫu thuật. Mời quý vị và các bạn theo dõi. Túi mật bình thường là một túi nhỏ màu xanh lam nằm ở phía dưới của thùy gan phải. Túi mật có nhiệm vụ cô đặc và lưu trữ dịch mật được gan tiết ra. Khi chúng ta ăn, đặc biệt là thức ăn có dầu mỡ, túi mật sẽ co bóp để đẩy dịch mật chứa trong đó vào đường mật và sau đó xuống tá tràng để trộn lẫn với thức ăn giúp tiêu hóa chất béo. Sỏi túi mật là những tinh thể rắn, những cục nhỏ xuất hiện từ mật kết tinh thành. Nếu không điều trị sớm, sỏi túi mật sẽ tiếp tục phát triển về kích thước và số lượng gây cản trở quá trình tiết dịch mật, có thể làm viêm túi mật, ảnh hưởng đến gan và tụy. Bình thường túi mật là một cái túi nhỏ màu xanh lam, nó nằm ở thùy phải của gan. Còn sỏi túi mật là những cái tinh thể rắn do dịch mật nó cô đặc lại và nó hình thành, nó nằm ở trong túi mật. Những nguyên nhân mà gây ra sỏi túi mật thì nó có một số nguyên nhân sau. Ví dụ, chế độ ăn. Người ta uống ít nước, ăn những chất béo, ít bão hòa, hay là những nguyên nhân về thần kinh như là bị stress kéo dài thì cũng gây ra sỏi túi mật. Khi bị sỏi túi mật, nếu chưa có biến chứng thì phần lớn là bệnh nhân không có triệu chứng nào hết mà chỉ phát hiện tình cờ qua những lần đi thăm khám, qua siêu âm. Còn khi có triệu chứng thì lúc đó bệnh nhân sẽ có cảm giác đau ở bên hạ sườn phải và có sốt. Khi mắc bệnh sỏi túi mật, đa số người bệnh không có triệu chứng gì và thường được tình cờ phát hiện trong quá trình thăm khám chẩn đoán bằng siêu âm ổ bụng. Sỏi túi mật thường khiến người bệnh cảm thấy đau quặn vùng hạ sườn phải và vùng thượng vị, đau theo cơn, mỗi cơn thường kéo dài khoảng vài phút, thậm chí là vài giờ. Người bệnh thường bị đau sau khi ăn, nhất là bữa ăn có nhiều chất béo. Đi kèm với cơn đau là cảm giác buồn nôn hoặc nôn. Khi bị sỏi túi mật thì có hai phương pháp để điều trị. Phương pháp thứ nhất là phương pháp điều trị không phẫu thuật, có nghĩa là điều trị nội khoa. Thì người ta có thể dùng những cái thuốc làm tan sỏi mật hoặc là tan sỏi qua da. Còn khi mà sỏi túi mật nó có gây biến chứng rồi, ví dụ như viêm túi mật cấp gây tắc đường mật, thì người ta điều trị bằng phẫu thuật. Thì điều trị bằng phẫu thuật thì ta phẫu thuật nội soi cắt bỏ túi mật. Khi chỉ định mẫu sỏi túi mật khi nào? Khi sỏi mà kích thước lớn hơn 25mm thì nếu không có biến chứng người ta vẫn mổ. Và bên cạnh đó, sỏi ở kích thước nhỏ hơn 25 nhưng có kết hợp với lại polyp túi mật hoặc là sỏi nhỏ nhưng mà nhiều viên thì vẫn có chỉ định phẫu thuật. Với nhiều ưu điểm vượt trội, phẫu thuật nội soi cắt túi mật đang là tiêu chuẩn vàng trong điều trị sỏi túi mật. Ưu điểm của phẫu thuật cắt túi mật nội soi là ít đau, vết mổ nhỏ. Thời gian mổ nhanh, tổn thương ít, bệnh nhân hồi phục nhanh, tỷ lệ biến chứng và tai biến thấp. Bệnh nhân bị sỏi túi mật có thể thăm khám và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Phan Rang. Tại đây, bệnh nhân sẽ được khám và tư vấn bởi các bác sĩ có chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm. Tùy từng trường hợp, bác sĩ sẽ chỉ định bệnh nhân dùng thuốc hay thực hiện phẫu thuật cắt túi mật nội soi hay mổ hở. Các ca mổ nội soi cắt túi mật tại Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Phan Rang được thực hiện theo quy trình nghiêm ngặt, sử dụng các trang thiết bị y tế hiện đại. Bệnh nhân được chăm sóc tại các phòng bệnh tiện nghi, đầy đủ chức năng, giúp bệnh nhân nhanh chóng phục hồi. Thì để phòng ngừa sỏi túi mật, thì cái điều đầu tiên là vấn đề chế độ ăn uống rất là quan trọng. Người ta khuyên là nên uống đủ nước. Thứ hai là hạn chế ăn những cái thức ăn mà có nhiều cholesterol,
và nên ăn chất béo như dầu thực vật thì nó tốt hơn là dầu động vật. Ngoài ra thì còn phải năng vận động, tập luyện thể thao, có cái cuộc sống lành mạnh để cho không có gây những stress giống như mình đã từng nói ở trên phía trên, và nên khám sức khỏe định kỳ 6 tháng một lần để phát hiện kịp thời và chữa trị sớm. Việc khám sức khỏe định kỳ thường xuyên là cách giúp phòng ngừa bệnh sỏi mật và nhiều bệnh lý khác. Thông qua khám sức khỏe, bạn sẽ nắm được tình hình sức khỏe của bản thân, phát hiện sớm những bất thường để điều trị kịp thời, ngăn ngừa biến chứng. Ngoài ra, qua mỗi lần khám sức khỏe định kỳ, bác sĩ cũng sẽ tư vấn cho bạn chế độ ăn uống sinh hoạt phù hợp với tình trạng cơ thể. Thưa quý vị và các bạn, tăng huyết áp là một bệnh lý nghiêm trọng có thể dẫn đến các biến chứng nặng nề gây tử vong hoặc tàn phế. Theo ước tính của WHO, hàng năm có khoảng 1,5 tỷ người trên thế giới mắc bệnh tăng huyết áp, 17 triệu ca tử vong do các bệnh tim mạch, trong đó khoảng 9,4 triệu ca tử vong do biến chứng của tăng huyết áp. Có hai trường hợp tăng huyết áp nguy hiểm, đó là tăng huyết áp cấp cứu và tăng huyết áp khẩn cấp. Trong đó, tăng huyết áp cấp cứu có nguy cơ để lại tổn thương nghiêm trọng nếu như không được điều trị kịp thời và đúng cách. Cơn tăng huyết áp là khi huyết áp tăng lên một cách nhanh chóng, nặng và nghiêm trọng với chỉ số huyết áp tâm thu lớn hơn 180 mm thủy ngân hoặc huyết áp tâm trương lớn hơn 120 mm thủy ngân. Cơn tăng huyết áp có thể gặp ở những bệnh nhân tăng huyết áp mãn tính. Cơn tăng huyết áp gồm có hai thể lâm sàng, đó là cơn tăng huyết áp cấp cứu và tăng huyết áp khẩn cấp. Trong đó tăng huyết áp cấp cứu là tình trạng huyết áp tăng cao nghiêm trọng, huyết áp tâm trương lớn hơn 180 mm thủy ngân và hoặc huyết áp tâm thu lớn hơn 120 mm thủy ngân và có kèm tổn thương cơ quan đích. Các cơ quan đích thường gặp như là tai biến mạch máu não, nhồi máu não cấp, xuất huyết não, hội chứng vành cấp, bóc tách động mạch chủ, phù phổi cấp, suy thận cấp và sản giật. Bệnh thường đe dọa cấp tính đến tính mạng con người nên đòi hỏi phải can thiệp ngay lập tức. Tăng huyết áp khẩn cấp có thể xảy ra ở bệnh nhân bị bệnh tăng huyết áp nguyên phát hoặc thứ phát nặng, chưa có biến chứng. Bệnh nhân sau phẫu thuật, bệnh nhân bị bệnh tăng huyết áp với chảy máu cam nặng. Bệnh nhân ngừng thuốc điều trị huyết áp đột ngột hoặc không tuân thủ theo phác đồ của bác sĩ. Ngoài ra còn do người bệnh quá lo lắng, hốt hoảng, bị đau hoặc có thể do một số loại thuốc gây cơn tăng huyết áp. Bệnh nhân tăng huyết áp khẩn cấp có thể được điều trị ngoại trú và thuốc uống tích cực tùy theo tình trạng của từng bệnh nhân. Cái tình trạng tăng huyết áp khẩn cấp nếu không được điều trị đúng sẽ khiến tim của bạn làm việc nặng nề, áp lực tác động lên thành mạch máu lớn làm tăng nguy cơ các bệnh lý tim mạch, đột quỵ não, nhồi máu cơ tim, suy thận, mù lòa, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và chất lượng cuộc sống của người bệnh bị tăng huyết áp. Thứ nhất là mình phải thay đổi lối sống, có chế độ ăn hợp lý, giảm ăn mặn, tức là mình sẽ nhỏ hơn 6 gam muối hay một thìa hay một muỗng cà phê muối mỗi ngày, tăng cường ăn rau xanh, hoa quả tươi, hạn chế thức ăn có nhiều cholesterol và axit béo no, tích cực giảm cân, nếu thừa cân duy trì cân nặng lý tưởng với chỉ số khối cơ thể BMI từ 18,5 đến 22,9. Cố gắng duy trì vòng bụng đối với nam giới là nhỏ hơn 90 cm và đối với nữ giới là nhỏ hơn 80 cm. Hạn chế uống rượu bia, sử dụng các chất kích thích. Những người chưa bị tăng huyết áp nhưng có nhiều yếu tố nguy cơ nên đi khám định kỳ tại các bệnh viện uy tín để được đánh giá toàn diện và chuyên sâu tình trạng của mình, từ đó có các can thiệp điều trị kịp thời đúng cách. Bác sĩ ở đây nhiệt tình giúp đỡ cho bệnh nhân rất là tốt, đón đãi với lợi khách hàng là đàng hoàng tốt. Tăng huyết áp khẩn cấp là trường hợp tăng huyết áp nặng nhưng hầu như không có các triệu chứng hoặc tổn thương trên cơ quan đích và có thể được điều trị ngoại trú, dùng thuốc, đường uống. Đây chính là tác nhân gây hẹp, thậm chí là tắc hoàn toàn động mạch, dẫn đến một số cơ quan trong cơ thể bị thiếu oxy và năng lượng. Trong cơn tăng huyết áp khẩn cấp, hầu hết người bệnh không có triệu chứng đặc hiệu, chỉ một số trường hợp xuất hiện các triệu chứng như nhức đầu, chóng mặt, lo lắng nhiều. Tăng huyết áp khẩn cấp do một số nguyên nhân như cú sốc tâm lý, do ngừng thuốc điều trị tăng huyết áp. Trước các triệu chứng trên,
cần cho bệnh nhân nằm nghỉ ngơi, yên tĩnh từ 15 đến 30 phút, đồng thời theo dõi huyết áp liên tục đến khi huyết áp trở lại bình thường. Nếu không thấy huyết áp hạ dần, sẽ có chỉ định dùng thuốc của bác sĩ, đồng thời tùy vào mục tiêu hạ áp trên từng đối tượng mà lựa chọn nhóm thuốc điều trị thích hợp. Cách phòng ngừa bệnh tăng huyết áp khẩn cấp là thứ nhất là mình sẽ thay đổi lối sống, tức là bệnh nhân có chế độ ăn hợp lý, giảm ăn mặn, ăn nhỏ hơn 6 gram muối trên ngày, tương ứng với lại một muỗng cà phê, tăng cường ăn rau xanh, hoa quả tươi, hạn chế thức ăn có nhiều cholesterol và axit béo no, tích cực giảm cân ở người thừa cân, duy trì cân nặng lý tưởng với chỉ số khối cơ thể BMI từ 18,5 đến 22,9, cố gắng duy trì vòng bụng đối với nam giới là nhỏ hơn 90cm và nữ giới là nhỏ hơn 80cm, hạn chế rượu bia, chất kích thích, ngừng hoàn toàn việc hút thuốc lá, tăng cường hoạt động thể lực một cách hợp lý, tập thể dục, đi bộ hoặc vận động ở mức độ vừa phải, đều đặn khoảng 30 đến 60 phút mỗi ngày, tránh lo âu, căng thẳng, cần chú ý đến việc thư giãn, nghỉ ngơi hợp lý. Khoa Nội Tổng quát Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Phan Rang là địa chỉ uy tín trong điều trị tăng huyết áp khẩn cấp. Đến đây, người bệnh sẽ được khám và điều trị bởi các bác sĩ chuyên môn giỏi, giàu kinh nghiệm, cùng hệ thống trang thiết bị y khoa hiện đại. Nếu có bất kỳ thắc mắc gì về bệnh hay cần tư vấn về các vấn đề sức khỏe, hãy gọi đến số 02593 968686 để được tư vấn chi tiết. Lợi ích cho người khám chữa bệnh có bảo hiểm y tế tại Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Phan Rang. Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Phan Rang tiếp nhận khám chữa bệnh bằng thẻ bảo hiểm y tế trên toàn tỉnh Ninh Thuận và toàn quốc. Bệnh nhân đến khám và điều trị tại bệnh viện có thẻ bảo hiểm y tế sẽ được hưởng đầy đủ quyền lợi bảo hiểm y tế như nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu mà không cần giấy chuyển viện hay chuyển tuyến. Bên cạnh đó, thủ tục khám bảo hiểm y tế tại bệnh viện cũng nhanh chóng và đơn giản. Để được hưởng đầy đủ quyền lợi bảo hiểm y tế, người dân chỉ cần mang theo chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân và thẻ bảo hiểm y tế để làm thủ tục khám chữa bệnh mà không cần làm giấy chuyển tuyến, chuyển viện. Điều này tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho người dân được tiếp cận dịch vụ y tế tiên tiến, chất lượng mà không cần phải lên tuyến trên. Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ hotline 02593968686 để được hỗ trợ nhanh nhất. Các chương trình khuyến mãi trong tháng nhằm nâng cao nhận thức về một đôi mắt sáng khỏe, Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Phan Rang miễn phí khám mắt, đo nhãn áp, đo thị lực và soi đáy mắt cho người dân có thẻ bảo hiểm y tế. Phẫu thuật điều trị đục thủy tinh thể bằng phương pháp Phaco, mắt khỏe sống vui, an toàn hiệu quả, phẫu thuật không đau, phục hồi thị lực nhanh, áp dụng bảo hiểm y tế. Chương trình sinh con trọn gói vượt cạn nhận tên, đón con khỏe mạnh, tiết kiệm đến 10% chi phí sinh. Gói khám theo dõi thai kỳ toàn diện ưu đãi lên đến 20%. Gói khám sức khỏe tổng quát dành cho nam và nữ tiết kiệm 10% với giá chỉ từ 1.440.000 đồng. Gói khám sức khỏe tổng quát dành cho trẻ em lắng nghe sức khỏe con yêu ưu đãi 10% với giá chỉ từ 1.552.000 đồng. Gói khám tầm soát phụ khoa ưu đãi đến 10% với giá chỉ từ 1.229.000 đồng. Miễn phí khám bệnh ngoại khoa cùng chuyên gia, bác sĩ khoa ngoại tổng quát, giảm 10% chi phí dịch vụ cận lâm sàng. Thời gian từ ngày 1 tháng 7 năm 2023 đến ngày 15 tháng 7 năm 2023. Đối tượng áp dụng cho tất cả người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế. Lớp học tiền sản được tổ chức định kỳ hàng tháng nhằm giúp ba mẹ có thêm kiến thức chăm sóc thai kỳ và hướng dẫn đứa con ngoài xa. Còn có nhiều quà tặng hấp dẫn khi mẹ bầu tham dự chương trình. Gói khám sức khỏe định kỳ cho doanh nghiệp, công ty, cơ quan theo thông tư 14 hoặc khám theo yêu cầu phù hợp theo từng danh mục của doanh nghiệp với chi phí hợp lý, siêu tiết kiệm. Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Phan Rang đón bệnh nhân cấp cứu tại nhà miễn phí trong bán kính 10 km, hotline cấp cứu 088 992 8484. Mọi thông tin chi tiết về các chương trình khuyến mãi, tham dự lớp học tiền sản, quý khách hàng vui lòng liên hệ địa chỉ số 05 Lê Hồng Phong, phường Mỹ Hương, thành phố Phan Rang, Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận hoặc hotline 02593968686, 088 992 8484. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục sức khỏe cho mọi người kỳ này đến đây là hết. Cảm ơn Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Phan Rang đã đồng hành cùng chương trình. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân mến, chào tạm biệt và hẹn gặp lại.